Chào các bạn đã trở lại với nhóm thư giãn Vancouver nè. Đây, chiều nay mình làm cái món này. Đây, thịt rừng nha các bạn. Cắt xẻ là xong xuôi hết rồi. Cái này làm món chắc món hôn nước dừa quá, ruti. Còn cái này xào sẻ ớt. Bao nhiêu mồi này chắc xỉn luôn các bạn ơi, quá trời đã. Quá trời ba con, quá trời thịt rồi. Ủa thịt này giống như thịt gà vậy em hả? Rồi bây giờ mình ướp nha các bạn, ướp để tiếng sâu rồi mới xào. Giòn hấp dẫn quá. Con này thì mình thui, còn hai con kia mình không có thui lột da. Cân mình làm cực quá, bởi vì hai con kia lột da luôn, chỉ có con này thôi. Lâu lâu bữa nay ăn thịt rừng bữa các bạn. Bữa nay vô nói vô nấu cái món gì đây? Cánh gà tây hầm thuốc bắc. Ồ, cánh gà tây hầm thuốc bắc. Ăn cũng thơm thơm lạ lắm à. Là lạ hả? Làm mình làm cho cái món đậu xào luộc kê. Em ơi, coi xào đậu nè em ơi. Này là hai món thịt rừng nhé. Vô ông chặn lửa nhỏ lại à bro. Chóc rừng. Kêu là hình như cũng hơn 100 triệu ấy. Hơn 100 triệu cũng khỉ á, bán nó mấy triệu. Thế á. Ủa da ra. Mà được 100 triệu mà em đi được. Da. Dạ. Bro thử miếng da ra. Em thử ra. Thử ra. Nãy anh cỏ rồi em thử đi. Quay anh hoài. Em thử đi. Thử coi. Cùng nhỏ ra là. À, thịt thỏ các bạn. Ồ, thịt sóc. Ồ, thịt sóc hả? Thỏ nãy giờ ăn rồi. Ồ, vậy là con này nó đông dai đâu. Con là chết luôn rồi, thấy chưa? Thơm ngon quá. Được không? Dạ, nó có da nữa nên cực ngon luôn á. Con này nó ngon hơn thỏ hay là dở hơn thỏ? Tôi bảo nó này ngon hơn. Ồ, phải không? Thịt sóc này nó thơm hả? Không, nãy biết sao, nó khô với nó có da. Đúng rồi. Vậy là không được nha bà Vương. Bà nói là kêu bất ổn cho tham được đứa chừa cho anh Hiền. Bà có nói thôi để mình ăn quá mới lướt hết.
bữa đó muốn ăn thì anh qua cầm theo ngồi sân cỏ ngồi đợi lắm mà vào là báo với anh Cường liền. Ý là xem còn có nhiều không thì còn để phản không không? Còn ít thì để phàn, còn hơn thì tôi ăn hết. Anh guarantee luôn á, 2 tuần nữa mà trời nắng ấm á là anh đi bắn thịt xóc xóc về ra. Có tiền lấy cho tôi chai nước luôn đi. Này mới uống chưa tới 2 ly sầm nè. Sợ rồi, uống từ từ thôi. Thì đó uống từ từ mà. Ồ, mới gần hết rồi kìa. Nên nó đô nó cao mà. Thằng Hùng nó đi Nhật nó mua về đó mà mình đâu có biết đô đâu. Em uống bảo trọng gan rồi chứ đỡ em đi sớm bỏ anh mình tội. Bỏ anh sớm mình. Một cô vợ nè hả? Một cô vợ không khổ mà sợ. Bỏ anh mình mấy mẹ xung xung đem anh về nương niu giống như cho con. Không có đâu, chỉ có vợ này nương niu chứ vợ nào nương niu mấy con đó nó về nó hốt của. Thấy không thì mấy em xung xung đang chờ anh. Về rồi. Mình cơm là thôi, có thoải mái mà xài luôn, không có nương niu gì hết. Xài như cuốn chuột nhà thầy chèn thuốc bắn đây. Cánh gà tây hả? Có nấm nấm gì nữa, nó nấm mèo hả? Anh này phân dã man luôn á, hồi giờ mình nghĩ gà ác hầm thuốc bắc, cái gì hầm chân nai rồi hầm thuốc bắc, hôm nay là cánh gà tây hầm thuốc bắc, ông nội phân luôn. Ừ, nhưng mà mấy người có vợ bắt nó phần quá. Đúng rồi, là thơm lắm. Thử ơi Nguyên à, Nguyên thử ơi đây. Ờ, Nguyên thử chứ ổng nấu rồi, đôi lúc vợ ổng nó ngon sao. Ờ, vậy đâu được đâu, nó fair hết. Tôi thử lạ, ổng đây là cánh gà tây mà nấu thuốc bắc lần đầu tiên luôn á. Là lạ không? Cái lạc cái gì không? Cái cần chấm gì không? Thơm. Phải chấm một xíu. Ờ, chấm chút xíu hả? Chấm mắm nhĩ đúng không? Mắm nhĩ cắt ớt đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cái món này là đâu có chấm được. Chính là lạc á, đúng ngon đúng bro. Chấm nó mẹ, nó mất cái vị của nó. Mà nó lạc quá, phải chấm thôi. Không. Mất cái vị của tao rồi. Miếng nó mềm, miếng mềm. Luôn có là thử rồi, thơm lắm. Chờ ổng. Ồ, thơm lắm. Mới thấy không biết sao mà thấy thơm ngon á bro. À. Thấy thơm á. Ồ, mình chiên trước hả? Ồ, hấp dẫn hơn là cái mình bỏ mình nướng mình chấm cái kia. Ồ, ok. Phải nói rồi mình mới biết chứ. Không mà nói cho món này cũng đặc biệt lắm các bạn miền Tây. Mực khô á, mình đem ra mình deep fry, mình chiên giòn trước hả bro hả? Phải nhúng nước cái. Nhúng nước. Còn chưa ăn mà thấy cũng hấp dẫn lắm á. Cái này là nước sốt hả? Trộn lên. Đồ này uống bia chắc là ok á. Hình món này cũng món mới của cơm luôn nè. Nhóm mình là đặc biệt là cơm cháy đó. Đúng không? Yeah. Ủa, món này cũng món mới nữa. Món này nhóm mình là chưa có luôn. Nếu mà có đi học ấy, rồi kêu người ta, kêu cô, kêu bà cô giáo nữa, xong nó mới đẹp. Còn cái người nào lạ sợ. Phương thử ra. Thử ra đây, không có đưa món mới đưa sao? Bóc luôn, khỏi gấp. Bóc nè, món này còn nóng không? Nóng, gấp đi. Tại vì đó, gấp cho nhìn giống người lịch sự. Đây là mực chiên gì anh? Mực xào đi. Thơm quá. Chiên xài không biết luôn.
thừa. Dừa chua, dừa ngọt. Này uống bia chắc ngon à. Nhai thơm. Mực này làm kiểu gì á? Nhậu. Ngọt nhậu là bơ vịt luôn. Dừa chua, dừa ngọt. Thơm quá. Nó kiểu lạ lạ gì á, thơm lắm. Chờ mình quay đây. Càng miếng nhẹ nhàng nhau. Cái vỏ chanh á. Không có là không tính. Dạ. Được rồi. Cái này dùng đó. Chanh nè. Lạ. Anh nói cảm nhận có ngon không anh? Lạ. Chờ nhai mới biết được. Good. Cũng giống như nó lạ hơn là nãy là mình tính là nó ông này là nướng mình chấm ớt thôi. Dừa ngọt. Rồi có đầy dừa ngọt chua. Dừa chua. Đây. Dừa có mực. Vị ngọt của mực khô. Ngon ngon ngon. Lạ lạ. Các bạn thử làm xem có ngon không. Nói chung là uống bia là nhức nách á. Đúng rồi. Chào các bạn. Làm gì làm món thư giãn này không có quên món original là tiếng Việt đặc biệt ha. Yeah. Đặc biệt của nhóm thư giãn là không có cơm cháy. Yeah. Và có cơm cháy rồi đó. Mình không xíu giọng. Có gì? Bà giàu. Bậy em. Không có giàu luôn em. Không có giàu, cái này là không có giàu. Tại vì không có giàu. Okay. Không có giàu, không có giàu. Không đơn làm khác đi, làm khác đi. Thì có bà giàu không? Món này là món original của nhóm thi giả. Hai bên kia ngồi nghiên cứu nhà bự bỏ dài bộ dép đường sau luôn. Hai ba này dép đường nó thay hết. Hiểu gì mới được, hiểu gì mới được mà. Người không cần hiểu đâu, mới là ngon. Thấy vợ chồng mới nó sạch sẽ là đường. Cái này mới có mà là cơm cháy thật sự nhóm thư giãn hồi trước giờ là chỉ món cơm cháy. Nhưng mà ăn mắm ruốc nè. Rồi kho quẹt nè, nhưng mà hôm nay là ruốc đặc sản ruốc. Đây. Cái này ruốc ruốc ở đâu? Ruốc ở Nha Trang á. Ruốc Nha Trang. Ruốc Nha Trang nè, đó. Đây. Cái này mà có mà hành thêm được. Rút Nha Trang là đây. Cái này mình làm gỏi xoài xong bằm luôn. Cũng ngon lắm á. Ồ cái này. Cái này cũng ngon lắm á. Cái này mà nướng mà gỏi xoài và bằm này nó thơm á, mật phát lắm. Thôi chúc mừng món mới. Em lại ra để quay coi. Bro ăn miếng ấy. Em ăn ơi, em đẹp gái anh xấu trai. Có vụ đó nữa. Anh giờ này xuống cấp quá trầm trọng luôn. Ồ, bữa đi qua giờ cũng cưa ai cũng quả. Nói giờ này anh vừa xấu mà vừa sệ nữa. Xạo xạo xạo. Ba thì sệ luôn. Thôi rồi. Ba bốn bếp phụ. Đây các bà. Cơm cháy với ruốc. Giòn. Mặn mặn. Ngọt ngọt. Ngon lắm. Thí dữ mà tại hồi giờ mình làm cơm cháy là mắm ruốc nè, thịt ba rọi nè, cá kho khô gì kêu bằng là kho quẹt, thịt kho rọi đùm lum la hết, mà hết cỏ nữa. Là bữa nay là cơm cháy tôm nướng ruốc Thanh Hóa, ruốc này ruốc Nha Trang. Bữa nay chân sang luôn nè, cơm cháy không thấy mà thấy ruốc không nè. Đủ bữa nay chân sang luôn á. Cái này mà có mỡ hành nên là tuyệt vời. Đúng rồi, cái mỡ hành ngon lắm rồi. Quá ngon luôn anh. Ngon quá. Very good. Quay để mở đèn lên cho quay á. Cái này là kêu bà món gì thấy lạ nè. Tiếng bác nó kêu bà nạ nè. Cô hành chiên bọc.
Tự nhiên cái bỏ củ hành vô chiên vậy thôi hả? Rồi sao, rồi sao nữa? Rồi sao 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 bột nó vô được? Ok vậy bây giờ mình chỉ biết là ok bây giờ bỏ củ hành viên trước á. Rồi cái này là cái thau bột là mình thấy rồi đó. Bột cây trứng vào mà. Bột nhúng củ hành hả? Nhúng bột của mọi người chiên chứ. Mà nó cứ dính vô củ hành không? Không phải dính chứ. À đù. Bột giống như là mấy bà chung chung vào ông vậy đó, nó phải dính vào. Trời ơi, món này là đấy, có hiểu quá. Thôi mình chờ ra đây. Mình chờ ra đây. Hèn chi, ổng đi đâu mấy bà chung chung kết là vậy. Món này mấy bà chung chung tự dính hả? Tự dính hả? Không mà mình nói thiệt với mình bây giờ mình thích món gì mình về mình nghiên cứu mình nấu một mình là ông Phượng nói ủa cái này có vấn đề á. Bông sen vậy. Bông sen á. À đùa cái này nó lạ bây giờ bro kêu bằng món này cái gì hành tây làm gì hành tây chiên hành tây chiên chứ thôi hả chơi không có gì đó hết tới mà hồi nãy vô nó có bột đồ dính mà sao không thấy bột dính vậy rồi thì bột nó dính bây giờ nó rã ra rồi buồn cái này không biết chờ bây giờ ăn không có chấm giờ nào chấm thử nghe mời các bạn thử coi ăn nhau à tay quá đủ không nhau ấy bộ nói xem cũng mình phân điện chứ. Hành ngoài không? Đó, thơm hả? Thơm, thì hành nè. Hành là phải thơm rồi mệt. Rắc chung muối vô. Bây giờ mà muốn cái cây đó thì chấm ớt thôi. Mà cái bột cái làm gì bro mệt. Giờ miếng kia quá, miếng thật quá. Không biết ông làm gì, ông phân gì, không biết đâu. Anh chiên cơm cháy được rồi, giờ này chiên bánh thọt. Cơm cháy được rồi bro. Không, cơm cháy vừa ngồi nhậu vừa chờ đợi. Cháy không, không biết hồi bữa đi qua nhà em Út có ai mà kêu ổng làm món này trong đây rồi. Ổng gì ổng làm món này ông nội. Này là giống như hoa sen luôn á. Ổng phân hoa sen luôn á. Ủa anh làm bánh thọt anh có thịt không mà anh đổ. Chắc là bà Phương nãy đồ ăn thịt nhiều quá giờ anh Phương phải anh phải làm trái cây vô chứ. Dạ, à, đúng này. Rồi, bây giờ đi cắt. Tony quay phim. Ngồi đây cho nó ngồi ngủ chút xíu bro. Ồ, giờ nhậu rồi, chiều đến giờ có sếp Cúc bây giờ cho ăn bánh khọt nữa nè. Bánh khọt là kêu bánh khọt miền Tây hả? Bánh khọt miền Tây á. Không phải miền Tây mà nó cũng tiền tiêu dùng nữa chứ. Miền Tây Long Phú à. Ồ Long Phú mới có bánh khọt. Ồ. Miền Tây Long Phú mới có bánh khọt thôi. Đây, ok. Anh để lên trên cao rồi nè. Cái đây là bánh khọt của Long Phú. Đội của đội Thư Giãn luôn nhưng mà nó gốc là gốc Long Phú. Nó giòn nó mới ngon. Để rồi nó giòn hết, nó giòn nó ngon rồi. Giờ nguyên nè, chơi nguyên cái rồi để cho Tony quay nè. Vừa cái thử mắm miết rồi vừa. Hồi nãy bro có bỏ ruốc vô không? Ồ ruốc. Ồ dạ. Ồ ngứa đó. Nóng quá. Rất đặc biệt. Ôi, thơm ngon, chua chua. Vậy bên này có ngọt. Bây giờ vậy mà có bánh khọt gì mình đâu cần đi về Việt Nam đâu ta. Nước mắm ngon nữa. Tại tôi pha đấy. À thưa, đây. Nước mắm là cái này. Dạ, em làm nước mắm. À, đang làm nước mắm rửa chén mà vẫn làm nước mắm được. Dạ. Bữa nay mà qua đảo mình bắt ốc bắt sò lên, ủa, vô này là phê luôn á. Ủa phải không? Ồ, vậy là bữa đó đem nó qua. Để cái khuôn qua, xong cái bắt ốc bắt sò lên là. Ồ, này. Bánh căng đó. Vô luôn á. Dạ. Yeah.
Nó no, no, em chỉ đem bột rồi sẵn thôi, qua đó mình pha dễ mà. Cũng giống như là mình đem hờ hết thì có ứng biến. Dạ. Người nào muốn mang đó. Đó là chảo cá nè, chảo cá phi lê đàng hoàng nha. Nói tóm là bữa đó ra ngoài đảo ai muốn show up món gì là show up á. Thoải mái đó. Là thoải mái đó. Vô tư mà. Thoải mái chỗ tài. Rồi, thoải mái chỗ tài. Seafood có. Đó. Cái đó giống như em muốn cái trailer ra trong đó mình ngủ được không ta? Không có chỗ ngủ không? Trời mưa nữa. Nếu không có mưa thì mình lấy cái lều ok. Bữa đây là món bánh khọt ở miền Tây, cái này là kêu bằng bánh khọt Long Phú. Long Phú là kết thúc cái clip của anh em các bạn. Hồi nãy mình tưởng có ba món là mới bắt đầu vô mà bữa nay là quá trời món luôn rồi. Đây, bánh khọt ở Long Phú ra, lần đầu tiên mình mới ăn luôn. Ủa lúa này nghiên cứu được mấy cái ác thiệt chứ mẹ. Ủa quá tà hả. Bếp trưởng mà bro. Bếp trưởng mà. Bếp là dữ. Bánh khọt của Long Phú mà ruốc của Nha Trang. Bánh khọt của Long Phú. Hà Nghiên, thấy ấy hộp ác không? Bánh khọt là bánh khọt của Long Phú mà ruốc là ruốc của Nha Trang. Ồ, này nó dữ luôn. Hai miền quá hợp nhau. Thành phẩm. Ok các bạn, thank you xem video của nhóm. Bye bye. Bye các bạn.